Ok, thì sau khi mà chúng ta bấm tiếp tục thì chúng ta sẽ đăng nhập trực tiếp nha các bạn. Thì ở đây thì cái nick của em này đã bị dính trình thảo mã. Khi mà chúng ta lấy lại thì ở Facebook bị hack thì chúng ta sẽ bị dính trình thảo mã. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm cho mình nhá. Khi mà mình cài tung rồi thì mình sẽ bấm vào cái chữ là bắt đầu ở đây các bạn. Đấy. Thì lập tức là nó sẽ vô thẳng nhé các bạn. Thì mở 956 thì nó sẽ có hai cách để chúng ta mở. Một là chúng ta sẽ mở bản chứng minh nhân dân. Nhưng mà trong cái thời gian mở chứng minh nhân dân thì chúng ta sẽ phải đợi nha các bạn. Còn nếu mà chúng ta mở bằng cái tung này thì đây nó đã vào này. Thì chúng ta sẽ mở trong vòng chưa tới 15 phút. Đấy. Thì đây bây giờ mình sẽ tiến hành để bảo mật cái tài khoản này nhá.